Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. 3, 2, 1, lên cây 16. Ôi giời ơi, thật là tuyệt. Đấy, ví dụ như món đồ đầu tiên, hơn tận 740 vạn yêu lực, trời đất ơi. Tiếp theo là bạo kích, 1.264 vạn, còn lại liên kích này, được khoảng 1.778 vạn tròn luôn, trời ơi. Alo, alo, nhờ mấy anh em là gửi lời tới những anh em cày chay vào lúc 17 giờ chiều nay nhá. Kiểu gì là mấy anh em cày chay là lúc đúng 5 giờ chiều cũng vào mò xem clip gọi là ngày thứ 6, thứ 7 cày chay như thế nào. Là dạo này mình bận quá, mình không làm được series cày chay nữa anh em ạ. Thế cả là mình cũng có một cái tin vui, đó chính là vợ mình đã có một baby. Oh my god, wow, trời ơi quá là vui luôn. Thế cho nên là mình sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho vợ mình và baby. Thế nên là tạm thời gác lại cái series cày chay nhá. Anh em mà xem được cái clip này thì đến đúng 5 giờ chiều nay vào để lại comment ở dưới phần bình luận cho mấy ông đấy, bảo là nghỉ oi, không cày chay nữa đâu nhá. Ok, thôi thì mong anh em thông cảm nhé. Còn hôm nay thì hết thẻ tháng rồi anh em ạ. Vừa phải làm 30 cơ duyên thiên địa, bay 129k để có thể là mua thêm cái thẻ tháng nữa, tăng tốc chặt. Nếu không thì ui dồi ôi, vỡ mồm luôn. Lại càng không có thời gian để cho baby. Đấy, khổ ghê anh em ạ. Nói siêu hời nha. Rồi, thẻ chọn đời mình xin luôn. Đây, quan trọng là giảm được thời gian nữa xem quảng cáo này. Thì cây của mình chỉ còn lại một ngày 13 giờ nữa thôi. Thì đúng một ngày 13 giờ nữa mình sẽ quay lại với anh em nha. 3 days later. Đấy rồi, anh em ơi, đúng một ngày mình quay lại. Nói là làm, giữ lời hứa luôn anh em nha. Thế bây giờ nhiệm vụ của mình là phải check cây xem là còn bao nhiêu tiếng nữa. Wow, 2 tiếng 43 phút. Thế thì còn 2 tiếng 13 phút này, nhiệm vụ của mình là kiếm được 27 cái tinh bình thủy nữa à. Trong gói cái kiểu này có không nhỉ? Không, cái này chỉ có đào đi các thứ thôi. Chỉ nhận luôn đấy anh em. À, trong này có, trong lúc chờ đợi thì vào đây này. Hợp lý luôn này. Nhưng mà chưa được tịnh bình thủy anh em ạ. Trong lúc nó cooldown thì mình sẽ nhận luôn một số những cái phần thưởng ở đây anh em nhá. Nhận luôn. Hết. Đấy, lần thứ hai này. Tịnh bình thủy. À, ảo thật. Tí nữa nếu bấn quá thì mình hoàn toàn có thể vào trong này để mình mua. Ok. Rồi, ai à, cái gì đây? Tiên cung các kiểu, các đa điểu, các thánh bắt đầu xuất hiện lên. Tiếp tục phần nữa này, đầy rồi, 2 tịnh bình thủy luôn. Trong bang này không biết có bố nào diệt yêu tà chưa. À, chưa có ai à. Thế thôi, chờ đợi tí. Tiên duyên sao nào. Tiên duyên thì chỉ có 20 đào. Phước lành, điểm danh, ôi, hay là vã 25k ở đây nhỉ. Từ từ bình tĩnh nha anh em. Việc đâu còn có đó. Đấy, cứ phải từ từ, chưa cần sử dụng đến cây quốc ATM. Đây, phát cuối cùng anh em nhá. Hai tịnh bình thủy nữa, thế là còn bao nhiêu ta? 4 rồi, thế là chỉ còn lại 23 cái tịnh bình thủy nữa thôi. Phúc địa, ui, 5 tịnh bình thủy này, tự động thuê luôn. 5 tịnh bình thủy rồi, ở đây là còn 18 cái tịnh bình thủy nữa thôi. Trong vận may vẫn còn này, thế thì mình sẽ làm nhiệm vụ vận may anh em nhá. Thu hút tinh quái à? Nhảy sang nhiệm vụ vận may của thu hút tinh quái rồi, thế mới cay chứ. Thế nhở, nếu như mà là triệu hồi linh thú thì có vẻ là dễ làm hơn anh em ạ. 1, 2 này, pick 5 luôn. Rồi, nhưng mà khả năng là không nâng cấp được mấy. Mỗi phát khó. Vận may xem nào. Đây, ok luôn. Tinh bình thủy đi. Cố lên, cố lên. Trời ơi. Tiếp. Chưa bao giờ là mình cần tinh bình thủy như thế anh em nhé. Ok à? Nào. Rồi luôn, không ra. 3 lần. Cố đi. 3 bình cũng được, 3 bình cũng được, 3 bình cũng được, 3 bình. 3 bình. Cuối cùng này, 3 bình thôi. À, cay thế nhỉ? Thế vẫn còn một chỗ nữa để chúng ta có thể là kiếm được. Đó chính là trong phần bang. Tiệm bang. Tiệm bang đầy rồi. 15 bình. Đấy, nếu như mà có 3 bình kia thì có phải là ngon lành kinh đào không chứ. Bực thực sự. Đây, 15 trên 17. Thế là còn 8 phút anh em nhá. Ôi, thật là tuyệt vời. Vừa sang đấm lưng cho vợ 5 phút. Thế là còn 4 phút anh em nhá. Khi mà lên cây 16 thì anh em có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ mở ra cái tiên ngọc. Tiên ngọc. Trời ơi, đang bị hết tiên ngọc nha. Bây giờ dùng mà mua mấy cái khiêu chiến yêu vương này,
Sọt lắm anh em ạ. Mỗi một lần cứ 240 tiên ngọc ở lần thứ 7, thứ 8. Trời ơi, thốn lắm. Đây đây, 240. Nhưng hôm nay thì mình sẽ mua mắc luôn, bởi vì là mình sẽ xả hết tất cả đào, 9k5 đào. Đấy, anh em thấy chưa? Và trong cái phần phúc địa này của mình nữa, thì chắc chắn là mình sẽ kiếm hết đào ở trong này, phải tầm 1000 đào. Thế là hôm nay mình sẽ xả 10k đào ở cây thứ 16. Wow. Và anh em có thể nhìn thấy là cái tu vi nhá, 13.000 điểm tu vi là mình có thể lên được một cấp ở cấp độ 415, mà bây giờ mình đang có 260.000. Tức là ít nhất mình phải lên được tầm 15 cấp anh em ạ. Ui, được nhỉ. Trời ơi, hôm qua đọc comment mình biết ngày thứ 7 mình nhận được cái truyền thuyết pháp bảo Kim Từ Linh Mộc, cái này tăng công 3%. Thế mà hôm trước mình không chọn cái tăng phòng thủ là tăng HP. Cày vai trưởng luôn, đúng là tay nhanh hơn não anh em ạ. Ôi, nói chuyện một lúc thì cuối cùng cũng đã còn khoảng 1 phút 40 giây. À, thế giờ vào đây cài đặt trấn yêu thác một tí. Đấy, còn ngay, ui, cũng cường ở linh thú cam luôn. Được của nó. Tí nữa mình sẽ vừa đải nha. Linh thú, để mình xem nào. Triệu hồi linh thú, 3 lượt free. Kế mông à. Ôi giời, lại là toàn nghề chứ không phải là ứng long anh em ạ. Đâu, mình vào mình chiêu mộ free một tí thần thông xem nào. Nhận thần thông 1. Mai là có sự kiện thần thông rồi. Xả tầm 12.000 vé mà lại không ra được cái nào nữa thì lại quá là đen luôn đi. 11.900 anh em nhé. Thì mai chắc chắn là mình sẽ đủ được 12.000. 12.000 và sau một tuần là mình có thêm 2.000 nữa là 14.000. Chơi full được một vòng, nhận thêm được một cái thần thông ngộ đạo. Ui, vẫn còn 35 giây anh em ạ. Vãi thật. À, pháp bảo. Vào chiêu mộ pháp bảo free phát là hết 35 giây này. 4 phát. Ok. Bên này nữa. Ây à. Ây à, vẫn chưa ra cái gì anh em ạ. Phàm giới có thể nâng cấp được này. Nâng luôn. Bớ được cái nào nâng cái đấy anh em nhá. Hết rồi. Ui, vẫn còn 5 giây. 3, 2, 1. Lên cây 16. Ôi dồi ôi, thật là tuyệt. Ui dồi, thừa quá nhiều linh thạch luôn anh em ạ. Và cây 16 là cần tận 30 ngày. Holy shit. 8.667. Trời ơi đất hỡi. Tầm này thì không thấy còn gói đào điếc gì nhờ. Khi mà cây lên cấp tiên thụ ấy, chả thấy quỹ kiếp gì nữa. Đẻo ghê ấy. À, không thấy hiện cây 17 rớt ra cái gì nữa nhờ anh em nhỉ. Cấp tiếp theo cây 17 thì có thể ra được chân bảo 2 sao. Và ngày hôm nay thì mình đã rớt ra được chân bảo 1 sao với tỷ lệ là 0.1%. Linh bảo 5 sao là 0.09%. Wow, thốn phết anh em ạ. Đây 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 đây, độ kiếp thôi anh em ơi. Phát này độ không biết là lên được bao nhiêu đây này. Xác nhận vượt qua thiên kiếp tăng cảnh giới. Tất nhiên rồi. Gấu ơi, lên đây. Ôi, anh em nhìn này, 6.96 ức. Một con số quá đẹp cho một cuộc tình đi. Ờ, thế là mình lên được đại thừa hậu kỳ luôn này anh em ơi. Wow, và level lên được 434 anh em nhá. Lên được tận 19 cấp ạ. Ảo thật. Quỹ tu vi tiên duyên. À đây rồi, múc thêm được 2.150 tiên ngọc nữa anh em ơi. Thế là hết cái quỹ này rồi nhá. 379k đã bay bỏ. Tầm 30 ngày nữa thì mình mới có thể là lên được chân tiên. Và lúc đấy mới độ kiếp thêm được một phát nữa anh em ạ. À, nhân tiện đây thì có nhiều anh em cứ hỏi là tại sao mà cây của anh em mà tu ma rồi hay là tu tiên rồi mà nó không hiện ra cái cây này. Thì anh em ấn vào phần độ kiếp này này, nó có phần trở về phàm giới thì nó sẽ về cây này. Còn nếu như mà anh em ấn vào phi thăng thượng giới, nó lại trở lên cái cây mà tu ma tu tiên của anh em lựa chọn này. Và không dài dòng nữa anh em ơi, 9.576 đào ở cây thứ 16, bắt đầu auto nha. Nguyên cái level này thôi là yêu lực của mình cũng tăng lên này, bởi vì bây giờ trang bị của mình mới có level 417. Và đây là level 434 thì tất nhiên là khi xuất hiện level của trang bị của mình nó phải là 434 là ít nhất. Nếu không thì phải được là 436 anh em nhé. Đấy, ví dụ như món đồ đầu tiên hơn tận 740 vạn yêu lực. Trời đất ơi, nhưng mà mình sẽ phải chuyển sang phần dương thần, bởi vì bên này là mình build liên bạo anh em ạ. Đây, tăng là bao nhiêu? 788 vạn luôn. Wow. Ui, tiếp tục là một món tăng tận 870 vạn. Căng đét đèn anh em ạ. Ồ, mỗi tuần là phần trăm giảm xuống thôi, nhưng mình chỉ số này tăng lên cực kỳ nhiều. Hay luôn chứ còn gì, nó lên 7x2 luôn anh em ơi. Wow, tăng nhiều lực vãi cả trưởng trong ngày hôm nay anh em ạ. Ơ cái gì đấy, món đồ này là món đồ gì? Hút máu thì thôi tách. Tiếc quá. Ui, choáng này 1.279 vạn anh em ơi.
Mỗi tội là mình đếch chơi choáng anh em ạ. Phái bên này mình lại để phản công mới đau chứ. Thôi thì vẫn phải tách thôi. Biết làm sao bây giờ. Không chơi thì đánh bó. Tiếc nhờ. Tiếp theo là bạo kích 1.264 vạn. Ôi dồi ôi. Công này 206 vạn luôn. Dã man. Xin luôn 7.4 ức rồi anh em ạ. Khi hôm nay lên ở 8 ức ấy. Hoặc là hơn luôn anh em ạ. Cứ với mong một trang bị tăng 1.000 vạn này là lên 8 ức nhanh lắm. Ô lại liên kích này. Được khoảng 1.778 vạn tròn luôn. Trời ơi. Mình xin luôn 7.58 ức rồi anh em nhá. Chính ra môn phái dương thần liên bạo của mình là lên nhanh hơn này. Còn lại mấy môn phái né với cả phản công của mình vẫn tậm tịt ở 6.9 ức kìa. Đây rồi, có một món phản công thì mình sẽ thay sang bên âm thân. Đấy. Thay sang bên này thì kéo còn tăng hơn nữa 1.271 luôn. Căng đét. Rồi, bởi vì là mình build phản công nhưng mà nó chưa full, vẫn còn một sót một số cái món trang bị nó đang là choáng. Đấy. Lên 7.17 ức rồi. Cố lên thêm vài món né nữa đi. Môn phái PK chính của mình là né. Thế cho nên là mình đang rất cần né lên được tầm hơn 8 ức tí. Tiếp tục là phản công nhưng mà tăng thêm có 312 vạn thôi. Tăng luôn. Ôi đây rồi, né của tôi. Tuyệt vời quá. Nãy giờ em xả có mấy trăm đào thôi mà ra nhiều phết anh em ạ. Úi, 871 vạn luôn. 3:28 AM. Và sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, mình xả hết 10.000 đào. Ôi dồi ôi. Thì đây là cái thành quả mình đã đạt được anh em nhá. Đấy, thì nói chung là phái nào của mình cũng trên 8 ức rồi. Đặc biệt là môn phái liên bạo của mình là 8,82 ức luôn. Tức là tăng so với ban đầu 2 ức. Ôi vãi cả trưởng. Đây nữa này. Phản công là 8,46 ức. Trong đó là có một cái món choáng mình chưa thay được. Đèn vãi. Không là cũng ngon lành cái nào đấy. Nguyên thể của mình thì cũng 8,68 ức. Một con số cực kỳ lộc lá anh em nhé. Đấy. Thì mình cứ để PK là môn phái nguyên thể là mắn né. Cho nó chất chơi người rơi. Cho nó chắc cốp anh em nhé. À đâu. Mình sẽ test thử môn phái liên bạo khi mà đi đánh dị thú xâm lược xem là yêu lực của nó được bao nhiêu rồi nha anh em. Bỏ qua phát 389 ức thôi á. Ảo ma Canada thế nhỉ? À mình quên. Trời ơi hôm trước vừa để cái môn phái liên bạo thần thông các thứ để là đi PK. Đây ví dụ như cái này nha, mình sẽ đổi thành đâu nhỉ? Tá lực thuật. Ok xuất chiến luôn. Nhưng mà yêu lực sẽ bị giảm đi một tí. Không sao. Cái thực hồn chú này thì mình sẽ đổi thành cái diệt tâm ma chủng anh em nhá. Xuất chiến luôn này. À thôi, mình đổi thành cái chói thần đi. Đấy, cái này có vẻ ổn áp hơn. Bởi vì là diệt tâm ma chủng thì mình chưa xài được cái pháp thiên tự địa ở trên này ấy. Nên là thôi nhá. Dưới này thì mình cũng sẽ thay bằng cái khác. Ở tầng 1 này thì mình cũng sẽ thay bằng cái khác nhá. Mình đồng ra sắt này. 3 đầu 6 tay đi. Đấy. Ok, 8,58 ức và bây giờ thì xem sức sát thương nó gây ra là bao nhiêu nha anh em ơi. Bỏ qua, đấy 621 ức ngay. Tiếp phát nữa xem nào, 500 ức à. Để mình thử đổi sang cái diệt tâm ma chủng xem nó có ok la hơn hay không anh em nha. Diệt tâm ma chủng xuất chiến luôn. Dị thú xâm lược. Khoan. Ở trong này thì mình đang để như nào? Ôi dồi ôi, không thể tin được. Tinh quái của mình vẫn để em này ạ. Rời trận ngay. Hộ pháp thiên thần. Ra trận ngay. Bây giờ chắc là sức sát thương gây ra sẽ tăng lên nhiều đấy anh em ơi. Đấy, 983 luôn này. Rồi bây giờ mình sẽ đổi sang cái chói thần nhé. Xuất chiến. Rồi ok. Đây mới là chuẩn chỉ nha lúc nãy. Vẫn quên một số cái. Trên 1.000 không? 557 ạ. Ảo vai trưởng luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo là môn phần né của mình là 8,68 ức. Thì đi đánh đấm thử một vài trận xem như thế nào anh em nha. Khiêu chiến thử xem nào. Ở đây có ông nào tầm 8 ức không ta? 8 ức, 7,85 ức này kém mình 1 ức. Rồi xem bạn nào mà tầm 8 ức đi. 8 ức. Ủa không thấy, à đây này. Vĩnh sinh, bạn này 8 ức này. Đánh thử xem đánh được không nha. À quên mất chả xem cho bạn ấy chơi gì. Bạn ấy thì cũng chơi né rồi. Úi dồi, bây giờ chủ yếu đánh bằng linh thú rồi anh em nhá. Ok. Ăn được. May quá có huyền vũ hồi khá máu anh em ạ. Ái chà. Ai à. Sức sát thương dưới 35% cái giảm đi cực kỳ nhiều sát thương cuối khiến cho bạn ấy khá là trâu nha. Linh thú của bạn ấy đánh đau hơn linh thú của mình. Rồi luôn. Ai à.
đau thế nhỉ? Thôi, không kết liễu được bạn đấy anh em ạ. Trong vòng 20 hiệp mà không kết liễu được, vai trưởng thật. Đấy, chơi một phải né thì sẽ đến lúc mà nó bị thiếu sát thương nếu như mà em linh thú. Nó không ra được cường hóa linh thú cam anh em nhé. Có lẽ nào mình lại đổi vào đây là em Kỳ Lân xem thử như thế nào anh em ạ. À, đúng rồi, thử đổi Kỳ Lân xem nào. Thử cài lại em Huyền Vũ xem nào. Cài lại Huyền Vũ này. Uầy, tăng vào đây luôn nha anh em. 1, 2, 3, 4. À, tăng lên level 20. Ok. Đồng hành. À, thay, mình sẽ thay vào đây là em Kỳ Lân. Bởi vì tuần này mình thấy là nó có bị thiếu sát thương cái gì ạ, thì sẽ tăng được khoảng 636 vạn nha anh em ơi. Khiêu chiến, bây giờ mình sẽ đánh lại cái bạn Vĩnh Sinh này nhá. Đây này, Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh. Ồ, đâu ta, đây 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 đây. Đánh thử bạn Vĩnh Sinh này xem nào. Rồi. Rồi. Bởi vì em Kỳ Lân của mình thì có cường hóa linh thú khá nhiều. Ái à, cũng được đánh kha khá. Ây à, nhưng mà thần rùa Kame của bạn ấy hồi nhiều máu quá. Úi dồi, cay thế nhỉ. Hồi cả 1 tỷ máu kìa. Thốn. Vai trưởng. Không ổn rồi. Tình hình này là không ổn tí nào rồi anh em ơi. Vẫn bị thiếu nhiều sát thương quá. Thật ra nếu như mà để đi ngủ cho nó ngon lành cành đào á, thì mình nên để em đồng hành ở đây là em rùa thì nó sẽ ổn áp hơn, bởi vì nó hồi nhiều máu ấy.